Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 10 trên địa bàn bị người đàn ông đánh dẫn đến chấn động não. Bà Bùi Thị Nguyệt, 42 tuổi, phản ánh con gái bà là L, đang học lớp 10, cùng với một bạn gái đi xe đạp điện đến cửa hàng tạp hóa của người hàng xóm là ông T, 39 tuổi, để mua kim khâu may vá. Đến nơi, em L đứng ngoài xe, bạn của L vào quán hỏi ông T mua hai cái kim khâu. Khi người bạn của em L lấy 20.000 đồng ra trả thì bị chủ quán từ chối không bán lẻ, mà bán nguyên hộp. Bạn của em L nghe vậy thì không mua nữa và rời đi. Ra ngoài xe nơi em L đang đứng đợi, bạn gái này kể lại sự việc cho bạn mình. L nói với người bạn, mi mua nhiều làm chi, về khâu mồm mi à. Vừa dứt lời, ông T lập tức chạy từ trong cửa hàng tạp hóa ra, đuổi theo xe của hai nữ sinh. Ông T kéo người bạn của em L ngồi phía sau xe ngã xuống đường, rồi dùng tay chân đánh và dẫm đạp liên tiếp vào người của em L. Em L được người bạn đưa về nhà trong tình trạng hoảng loạn, gia đình đưa em đến bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ điều trị, rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em L bị chấn động não do bị đánh. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương của em L là 6%. Theo bà Nguyệt, gia đình đã làm đơn tố cáo tới công an xã Lâm Trung Thủy và công an huyện Đức Thọ, yêu cầu xử lý chủ cửa hàng tạp hóa về hành vi cố ý gây thương tích. Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Thọ, cho hay hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ vụ việc. Dù em L có tỷ lệ tổn thương 6% nhưng do em dưới 16 tuổi nên vẫn đủ căn cứ để khởi tố.